Vâng ạ, xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình Oxy 35 đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Bên cạnh chúng tôi là có sự hiện diện của bác sĩ Lê Hồng Sơn, là chairman của tập hợp. Xin chào bác sĩ Sơn. Tôi là bác sĩ Lê Sơn, xin kính chào quý vị. Rất hân hạnh được tái ngộ với quý vị trong chương trình của tổ hợp Orange County Adventist Medical Group. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi rất là hãnh diện là có bác sĩ Lê Hồng Sơn. Bác sĩ Lê Hồng Sơn là chairman của ba tổ hợp y tế, chứ ít nhất là ba tổ hợp y tế mà chúng tôi biết. Ngoài ra còn chairman tổ hợp nào nữa thì tôi không biết. Thực ra cái tổ hợp đầu tiên là đó là Southland Adventist Medical Group ở trên vùng Los Angeles và San Gabriel. Sau đó bác sĩ Lê Hồng Sơn đã mang cái ý định là dùng cái phương pháp mà chữa bệnh mới lạ nhất, tối tân nhất, tất cả bao gồm tất cả các bác sĩ gọi là bác sĩ gia đình và chuyên khoa tại vùng đưa xuống Orange County. Thì lúc đó bác sĩ Sơn tiếp tục là chairman cho tập Orange County Adventist mà sau này có contract với cả Optima, đây là OC35. Sau đó lại chúng tôi lại tay máy tay chân là chạy tuốt lên trên San Diego, là thêm một cái tổ hợp khác trên Xin đó nữa, San Jose là thêm một tổ hợp khác nữa. Rồi cái ý định mà xuống San Diego thì có nhưng mà chưa thực hiện được. Thật ra chúng tôi muốn là củng cố địa vị ở Orange County với tổ hợp OC35 với đại cao Optima. Thật ra một lần nữa cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Sơn rất là nhiều. Nhờ bác sĩ Lê Hồng Sơn mà tất cả các bác sĩ, rất nhiều các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa ở Orange County từ đó đến giờ chưa bao giờ chữa bệnh nhân cho cao Optima. Quyết định là chúng tôi sẽ giúp các anh một tay một chân, giúp cho cộng đồng Orange County được có một cái sức khỏe tốt đẹp nhất. Thành ra vì thế chúng tôi có rất nhiều những cái chương trình y tế khác nhau trên các đài radio và TV, cũng như là có những buổi thuyết trình cho cộng đồng riêng. Chúng tôi kỳ trước thì có nói về cái căn bệnh gọi là phòng ngừa được khi mà chúng ta bị ung thư, thì bác sĩ Lê Hồng Sơn có nói là trời gọi ai người đó dạ, thì chúng ta đặt cái tên càng khó gọi chừng nào thì ông trời ông gọi càng chặt chừng đó, nhưng mà nhờ ông gọi chặt thì cái hàng xóm có bị thì cũng chẳng sao. Rồi bác sĩ Sơn, bây giờ có những cái bệnh ung thư, thì trước mình nói về ung thư ruột già mình có thể chữa tầm được, còn cái loại ung thư nào nữa mà chúng ta tầm được bác sĩ Sơn? Đặc biệt trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta, ngoài cái ung thư ruột già thì ung thư ruột già nó chẳng những rất là một một trong những ung thư mà chúng ta có thể đề phòng được, thì còn một cái loại ung thư nữa xảy ra trong cộng đồng của Việt Nam chúng ta, đặc biệt người Á Châu rất là nhiều, là ung thư gan. Mặc dù cái đó là một không không phải là một cái tiêu chuẩn căn bản của Medicare hoặc là Medicare đặt vấn đề khi đặt vấn đề phòng ngừa ung thư, nhưng mà đối với cộng đồng của chúng tôi thấy cái bệnh đó là một cái bệnh tương đối xảy ra thông thường. Và đặc biệt là trong nhiều năm về trước đó, một con bác sĩ rất là nổi tiếng ở miền Việt Nam, ở miền Bắc là rất là nổi tiếng cái thế giới về về mổ ung thư gan, tại vì ung thư gan của người Việt Nam quá nhiều. Thật sự bây giờ cái ung thư gan có thể đề phòng được bằng cách chữa trị những cái bệnh mà nó có thể đưa tới ung thư gan. Thứ nhất là cái nghề đó là nghề của bác sĩ Dương. Chúng tôi sẽ xin hỏi đại diện quý vị, xin hỏi bác sĩ Dương. Thứ nhất là trong kinh nghiệm của bác sĩ Dương thì bác sĩ Dương có thấy những cái trường hợp ung thư gan trong cộng đồng người Việt chúng ta, đặc biệt ở miền Nam California, kể cả Orange County và Los Angeles có nhiều hay không? Thứ hai là những cái căn bệnh nào mà chúng ta biết được là nó có thể đưa tới ung thư gan, và trong những cái nguyên nhân đó, những cái bệnh nào chúng ta có thể chữa được, nghĩa là kia chữa được nghĩa là chúng ta có thể đề phòng ung thư gan nó phát triển. Bây giờ xin bác sĩ Dương dùng cái kinh nghiệm cá nhân cũng như là cái kiến thức về y tế của mình để trả lời ba câu hỏi cho thính giả của đài. Vâng, trước hết thì thật thật cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Sơn rất là nhiều. Ngồi đây mà ngứa quá, mà bác sĩ Sơn gãi đúng chỗ ngứa thì tha hồ mà gãi. Kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết là ung thư nó có thể nó gây ra tử vong rất là cao. Trong tất cả có lẽ ung thư về đàn ông đó thì họ nghĩ là ung thư phổi là hàng số 1, thứ nhì là ung thư ruột già, rồi thứ ba là mới tính những gì khác. Đối với đàn ông Việt Nam, ung thư gan gây ra tử vong đầu tiên. Thành ra vì vậy đó người ta không ngạc nhiên gì cả. Nhưng nếu trong gia đình của chúng ta nếu mà không có ai có bị viêm gan B là gia đình quá nhỏ, không có ai bị viêm gan C là gia đình còn nhỏ nữa, và không có ai bị ung thư gan là một cái điều vô cùng hạnh phúc cho quý vị. Nhưng mà may mắn thay, với cái đà tiến triển của y khoa, người ta có thể phòng bệnh được ung thư gan rất là nhiều.
Và chúng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Lê Hồng Sơn là đã đặt cái vấn đề này. Thưa bác sĩ Sơn, thì trước khi mà bác sĩ Sơn là một người bác sĩ gia đình giới thiệu một người bệnh nhân tới một bác sĩ chuyên khoa về sụt với gan, thì bác sĩ Sơn làm cái gì trong phòng mạch để biết được là bệnh nhân có thể nguy hiểm, có cái nguy cơ để có thể bị ung thư gan, thưa bác sĩ Sơn? Kính thưa quý vị, thường thường khi một người bệnh nhân tới phòng mạch cá nhân chúng tôi cũng như tất cả những bác sĩ gia đình khác, rất là nhiều trường hợp không có triệu chứng gì hết. Rất là nhiều trường hợp họ tới vì lý do là khám tổng quát hàng năm. Trong đó ngoài vấn đề khám bệnh, chúng tôi còn cái thứ máu. Đôi khi thứ máu lại phát hiện ra là cái gan không được bình thường. Gan không được bình thường thì cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên thì chúng tôi nghĩ tới viêm gan B, viêm gan C là hai cái mà hiện nay chúng ta có thể chữa được. Và ngoài ra có cái loại là mỡ trong gan thì cũng là cái bệnh mà có thể đưa tới ung thư gan hay là chai gan, nhưng mà hiện nay chưa có thuốc chữa. Ngoài ra có những cái loại viêm gan mà không phải là ba những cái bệnh đó, tuy nhiên BGC vẫn là cái nguyên nhân đầu tiên. Thường thường sau khi nếu mà phát hiện người bệnh nhân lần đầu tiên thấy cái chức năng gan không được bình thường thì thường thường chúng tôi kêu bệnh nhân tái khám lại, thử nghiệm lại trong một thời gian, xem cái bệnh nhân có dùng những thuốc hay những rượu mà có thể đưa tới những cái men gan nó hơi cao. Sau đó chúng ta có thể thử thêm coi bệnh nhân có dấu hiệu viêm gan BAC hay không. Đôi khi chúng ta còn thử thêm cái siêu âm trong bụng để xem cái lá gan như thế nào. Hoặc là có nên nghi ngờ nữa thì chúng tôi có thể làm những cái AFP. Rồi cuối cùng nữa, nếu mà thấy cái phát triển của cái chức năng gan không có được khả quan lắm thì thường chúng tôi phải đưa tới bác sĩ Dương để hay là những bác sĩ chuyên khoa về gan để tiếp tục theo dõi và có thể điều trị. Và từ đó là chúng tôi pass cái trách nhiệm qua bác sĩ Dương. Vâng, thưa quý vị, thì thật sự mà nói thì chúng tôi rất là sung sướng và hạnh diện là được làm việc chung với hầu hết tất cả các bác sĩ về ruột với gan tại Orange County. Và ngoài những bác sĩ chuyên khoa ở Orange County nữa, chúng tôi cũng có cái mối liên hệ mật thiết với nhiều bác sĩ trong đại học, trong đó có Cedars Sinai. Cedars Sinai là một trong những cái một cái nhà thương lớn ở Los Angeles, thì họ có cái chương trình ghép gan rất là lớn. Thật ra vì vậy chúng tôi rất là sung sướng có sự hiện diện của Cedars Sinai ngay trong cái building của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thì quả thật như vậy, khi lần trước chúng tôi nói là Medicare họ chỉ bắt một số những hãng bảo hiểm hoặc là một số những cái tổ hợp y tế phải làm một số những cái việc căn bản mà thôi, chẳng hạn như chúng tôi nói về trước là họ chỉ bắt đi thử phân coi trong phân có máu hay không, một năm rồi một lần là đủ rồi. Nhưng tổ hợp Orange County Advantage bắt bác sĩ chuyên gia đình phải tới 50 tuổi trở lên là phải khuyến khích bằng mọi cách để cho bác sĩ cho bệnh nhân đi soi ruột già, chứ đừng có nói là soi đã lủng ruột, soi thế này thế kia. Nếu mà bệnh nhân mà không muốn đi soi ruột già, họ phải ghi xuống là chúng tôi không muốn đi soi ruột già. Còn vấn đề mà ung thư gan đấy thì FDA họ không nói phải làm cái gì cả, nhưng mà tất cả các bác sĩ trong gia đình của Orange County chúng tôi đều khuyến khích họ là phải thử nhiều cái máu khác nhau, nhiều cái test khác nhau, giống như là bác sĩ Lê Hồng Sơn vừa mới nói. Và một khi mà một cái chất hóa học trong cái gan nó tăng lên cao, cái chất hóa học đó nó gọi là ALT, mà nếu mà nó cao, quý vị nhìn cái kết quả thử máu của quý vị, nếu chất ALT mà là phụ nữ mà trên 19 và đàn ông trên 30 là cái chất hóa học đó nó không được tốt, thì cái đó bắt buộc là người bác sĩ phải tiếp tục tìm tòi tiếp. Xin quý vị đừng rời máy rồi sau cái phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay lại để trình bày quý vị rõ hơn là nếu mà cái lá gan của chúng ta nó bị viêm thì chúng ta phải làm cái gì.